Xin chào các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng tôi khám phá một quán bún ngon ở địa điểm Gia Lâm, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Xin mời các bạn cùng tôi vào khám phá quán này xem có cái gì ngon. Đây là quán bún Biến Ngan, địa chỉ 275 Nguyễn Đức Thận, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Là chuyên quán đồ đêm. Đây là những con ngan đã được nằm sạch và để phục vụ cho buổi tối, chiều và tối ngày hôm nay của quán. Các bạn thấy như thế nào? Mình trong nhà này. Làm luôn cái. Cứ anh em bình tĩnh vào đi. Không hành nhá chị nhá. Vâng, này bé ơi. Em ơi. Bắt tiếp cho 4 chị này. Chuyên bán từ đầu giờ chiều đúng không? Đến đêm. Đó, chiều đêm. Các bạn đang xem ở chủ quán chế biến bát bún ngan trông rất là ngon. Đây là bún bún ngan sau khi đã bưng ra cho khách. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Lực ngọt. Xin chào các bạn.